个超级加倍，不如便被他以外，金兔子送了个外卖，三个就反正不贵，就刚才遇了个狼狗，变了个机甲不坏，被一枪毙的嘴硬说机甲狼玩心快。OK anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình Production. Yes, thì ngày hôm nay thì mình nói chung là mình cũng về khá là sớm, kiểu công việc xong xuôi, cũng làm được vài ba đi video rồi. Thì chắc là vào đây video thứ mấy nhỉ, thứ tư gì đấy, thứ tư thứ năm. Ok, và bài nhạc tiếp theo, nhạc chắp căng nhất của 2023. Ok, nói chung là bài này cái tựa đề nó khá là căng đấy, kiểu gọi là khẳng định luôn đấy, của Wendy và hai từ Karai và Justin Dilla Dilla. Ok, thì như anh em đã biết thì Justin Dilla thì mình không biết đến thật, đây là mình nói thật. Còn hai từ Karai, yes, và Woody, những cái tên nói chung Woody thì nói thật với anh em làm về chap thì đúng đỉnh rồi, mình không phủ nhận cái đấy, thì không cần phải thi thố gì hết là mình vẫn phải ghi nhận cái gu chơi nhạc của Woody. Nó thứ nhất phong cách là nó rất là âu, là nó nghe rất là cuốn anh em, nó rất là cuốn đấy. Còn hai từ Karai về skill với các cái kinh nghiệm nó thật là nó quá dư thừa rồi. Tất nhiên là ai cũng sẽ phải học hỏi và nâng cấp bản thân từ, nhưng mà phải nói là nghe những sản phẩm hai từ Karai đúng nó chất thật đỉnh thật. Ok nghe thôi, vào nghe thôi. Rồi ơi, vô nghe con beat là thấy căng rồi đấy. Uống rượu hút cổ khiến tao nghe và gật tiếng gãy cổ. Mấy thằng hater không làm gì ngoài cái bắt nổ. Bố mày không làm gì đừng có bám nữa, đấy là khổ. Như kiểu ghệ mình nhắn tao suốt, tao chỉ việc đến vào bộ. Tao giống như là tóc khi tao ở trên thì mấy thằng lũ lại hơn. Mấy cái bài mày viết giống như chiều cao mày quá là thấp. Nếu mày trong lớp học thì tao đánh giá là mày không lên được lớp. Giống như nhà vệ sinh Ấn Độ, tao hiểu xuống cho mày cứ việc đỡ. Mấy thằng lũ đều dếu nói gì, bảo bọn tao mày hơn. Làm sao chúng mày thắng khi ngoài đường phố bởi nhạc bọn tao hay hơn. Thứ tao nghe về bọn mày là lũ chó đàn, vừa đen vừa bẩn. Làm sao chúng mày lên được nên phải bám để lên là chuẩn. Bọn tao làm nhạc hip hop, còn mày vô nhạc TikTok. Âm thanh vẫn đang vang đều khi mà chúng mày hết mode. Tao không quên nhắc tên, chúng mày vẫn bị headshot. Nhưng não mày khuyết sẵn rồi, như logo của Steve Jobs. Đâm về thằng ngu si như của tao là Luffy. Mấy con chó này biết nói chuyện là như là Scooby. Tao thích rap nhất về tiền, sau đó đấy là pussy. Em gay chubby, em cho bố mẹ tu tiêu. Working with my apps, đừng làm việc với tao. Vừa để thể lọc fan cho vừa đủ để vào bàn tiệc với tao. Giả vờ ngơ tội, ở đâu thôi nhưng đừng mơ vội. Chúng mày phải bay sang vũ trụ khác thì mới có cơ hội. Chúng mày cần tao, tao đâu cần chúng mày. Chúng mày cần tao, tao đâu cần chúng mày. Bitch, chúng mày cần tao, tao đâu cần chúng mày. Chúng mày cần tao. Ba già rồi giờ tao chỉ ký ngược 2k5. Thứ bảy em nhắn cho tao bảo là anh rảnh thì mai qua băm mua cho em quà. Gucci quà chỉ khoảng 200-300. Em nhắn tin cho bạn em bảo là em yêu anh Ryan Galang. Ram zone khi bọn tao đang qua tốc độ làm cây đổ. Vào cây xăng giờ tao không dám rap, nó có thể gây nổ. 1-2-3 rồi phải mời ông C bên làm bên label. Book quả villa sẵn loa đèn phía bên kia Tây Hồ. Đại diện Long Biên chỉ một thằng thôi trên hành tinh này. Nếu mày khinh tao thì chắc chắn cũng có nhiều thằng khinh mày. Đi qua Yên Phụ lướt vào Hero ở kiến linh này. Anh Việt nhìn tao mặt kiểu đéo hiểu linh nào. Lạy chùa gia đình và anh em ba điều tao tin vào. Bảo vệ Johnny khi gặp Popo ngoan và im nào. Bạn tao chuyển sang Hooport chill, đấy là pin ảo. Anh Việt vẫn kiểu đéo hiểu đấy là linh nào. Điện thoại xoay ngang thì nó biến thành casino. Bọn tao ăn nấm và khám phá cống như là Mario. Chúng hoa thông chốt và chạy động như tập cardio. Luật của Ramzone phản bội anh em hút đủ Barbito. Hút đủ Barbito xong bắt đá bóng như chi chai tô. Mấy thằng tia rời rap tao chả hiểu gì, nghe bị Bible. Mua cho ghẹ tì Ramzu bảo chơi Jason gọi pizza đi bro. Fuck the lean, tao không muốn soi thận. Bố mày đi find me low. Bé thì ngay nào trap, ngắm tao rap. Việc này tốt cho niêm mạc, nhét tiền vào mồm mấy con báo. Hết cả láo, hết cả xuyên tạc. Câu cho mấy thằng bạn tao sẽ hành an. Dù là đang ở thiên đàng, vì cuộc sống ở đây kiểu khác. Tất cả không phải như bộ phim Hàn. Không cần mạnh khỏe, cũng không cần phải tránh né. Không cần phải hỏi tại sao con flow của tao sóng sánh thế. Tại sao cổ tao tay tao răng tao tay tao lòng lánh thế. Tại sao mà ăn tao không hề giòn, tao đâu phải bánh quê. Rap để khi viêm họng. 15 bài một album, polymer phải nguyên cọc. Smoke a lot of K, giờ mặt to như hai viên ngọc.
nhìn anh siêu độc, baby muốn được tiêm nọc. Cùng với dáng vẻ mạnh mẽ, tắm rửa thơm tho sạch sẽ, đứng bên cạnh bé trông mày thật là bảnh rẻ. Có mấy gân chạy ra bảo anh ơi làm kiểu ảnh nhé, nhưng mà giờ anh đã không chảnh gân bảo anh chảnh thế. Các bé cần anh không cần các bé. Các bé cần anh không cần các bé. Các bé cần anh không cần các bé. Các bé cần anh không cần. Ừ, lừa thật anh em ạ. Nè, đúng quất đi, đúng là một kiểu chưa trap, đúng một kiểu. Mình đã biết nó thế nào, nó cuốn thật sự. Tại sao mình nói nó cuốn? Và hay nhất là vớt của quất đi luôn. Mình nói thật, không biết là ý kiến anh em thế nào, nhưng mà ý kiến riêng với bản thân mình là hay nhất là vớt của quất đi luôn. Anh em biết tại sao? Đây nhá. Đầu tiên, con beat nổi lên. Đấy, thì là mình biết là cái tempo nó chậm, và cái kiểu rap flow chắc là sẽ đi chậm thôi. Đấy, và cái ông đầu tiên đã làm mình cuốn lắm rồi. Tức là cái ông đầu tiên làm mình cuốn đi lắm rồi đấy. Kiểu giống như kiểu là lời thì thầm của đá của đớ ấy. Tức là giống như kiểu là giống như kiểu là ông này đang thủ thỉ tai mình ấy anh em. Tức là kiểu nó cuốn ấy, nó cuốn ra man luôn. Tức là mình cứ nghe mãi luôn. Tao nghe và gật tiếng gã cổ. Mấy thằng hater không làm gì ngoài cái và nổ. Nếu mà không làm gì đừng có bám nữa, đấy là khổ. Như kiểu ghệ mình nhắn tao suốt, tao chỉ việc đến và bộ. Tao giống như là tóc khi tao ở trên thì mấy thằng lũ lại hơn. Mấy cái bài mày viết giống như chiều cao mày quá là thấp. Nếu mày trong lớp học thì tao đánh giá là mày không lên được lớp. Giống như nhà vệ sinh Ấn Độ, tao hiểu xuống chúng mày cứ việc đỡ. Mấy thằng lũ đều dìu nói gì bảo bọn tao mày hơn. Làm sao chúng mày thắng khi ngoài đường phố bởi nhạc bọn tao hay hơn. Thì tao nghe về bọn mày là lũ chó đàn vừa đen vừa bẩn. Làm sao chúng mày lên được nên phải bám để lên là chuẩn. Bọn tao làm nhạc hip hop, còn mày vô nhạc TikTok. Đồng thanh vẫn đang vang đều khi mà chúng mày hết mode. Tao không quên nhắc tên, chúng mày vẫn bị headshot. Nhưng não mày khuyết sẵn rồi, như logo của Steve Jobs. Đâm về thằng ngu si như người tao là Luffy. Mấy con chó này biết nói chuyện là như là Scooby. Tao thích rap nhất về tiền, sau đó đến lớp pussy. Em gây chubby, em cho bố mẹ tô tiêu. Working with my apps, đừng làm việc với tao. Vừa để thể lòng fan cho vừa đủ để vào bàn tiệc với tao. Giả vờ ngơ tội, ở đâu thôi nhưng đừng mơ vội. Chúng mày phải bay sang vũ trụ khác thì mới có cơ hội. Chúng mày cần tao, tao đâu cần chúng mày. Chúng mày cần tao, tao đâu cần chúng mày. Bitch, chúng mày cần tao, tao đâu cần chúng mày. Chúng mày cần tao. Rất kiểu thế này anh em này. Gọi là gì nhỉ? Khó với đái. Thế nói anh em sao không biết dùng từ diễn tả luôn. Ok, mình sẽ nói như thế này này. Theo khía cạnh là mình từng nói với anh em là những cái bài nhạc là thiên hướng theo cảm xúc ấy, thì mình sẽ bỏ qua tất cả skill các kiểu đúng không? Cái bài này ấy, thì nó không ăn vào cảm xúc, nhưng mà nó nói giống kiểu thôi miên mình ấy. Tức là mình cứ muốn nghe mãi này. Tức là từ cái ông đầu tiên rồi. Nhưng mà cái vớt của Woody là hay nhất. Vớt của Woody là hay nhất. Đấy, nhưng mà từ cái ông đầu tiên đã làm cho mình kiểu ấy, giống như kiểu cứ nhìn vào màn hình và ông này thủ thỉ bên tai mình ấy. Giống như kiểu là cứ thủ thỉ thôi. Cứ nói và mình muốn nghe mãi, nghe không muốn dừng luôn anh em. Kiểu đấy. Giống kiểu bị thôi miên đấy anh em. Ba già rồi giờ tao chỉ ký ngược 2k5. Thứ bảy em nhắn cho tao bảo là anh rảnh thì mai qua băm. Mua cho em quà Gucci quà chỉ khoảng 200-300. Em nhắn tin cho bạn em bảo là em yêu anh Rai Galang. Ram zone khi bọn tao đóng quá tốc độ làm cây đổ. Vào cây xăng giờ tao không dám rap, nó có thể gây nổ. 1, 2, 3 rồi phải mời ông sếp làm bên label. Book quả villa sẵn loa đèn phía bên kia Tây Hồ. Đại diện Long Biên chỉ một thằng thôi trên hành tinh này. Nếu mày khinh tao thì chắc chắn cũng có nhiều thằng khinh mày. Đi qua Yên Phụ liếc vào Hero ở kia Linh này. Anh Việt nhìn cái đoạn ơ kìa Linh này, mình buồn cười vãi đái luôn. Ơ kìa Linh này, anh Việt nhìn ta mặt kiểu đéo hiểu Linh nào. Sau hồi cũng đúng là buồn tao mặt kiểu đéo hiểu Linh nào. Lại chùa gia đình và anh em ba điều tao tin vào. Bảo vệ zone đi khi gặp Popo ngoan và im nào. Bạn tao chuyển sang hoopot chill, đấy là pin nào. Anh Việt vẫn kiểu đéo hiểu đấy là Linh nào. Đi thật xoay ngang thì nó biến thành casino. Bọn tao ăn nấm và khám phá cống như là ma
Mario, trùng hoạt thông chốt và chạy động như tập cardio. Luật của Ramzone phản bội anh em hút đủ Barbito. Hút đủ Barbito xong bắt đá bóng như chỉ trai tô. Mấy thằng tiền rời rap tao chả hiểu gì, nghe bị Bible. Mua cho ghẹ tí Ramzone, bảo Jason gọi pizza đi bro. Fuck the lean, tao không muốn soi thận, bố mày đi Familo. Bé thì nghe nhạc trap, ngắm tao rap, việc này tốt cho niêm mạc. Nhét tiền vào mồm mấy con báo, hết cả lão, hết cả xuyên tạc câu cho mấy thằng bạn tao sẽ ảnh an. Dù là đang ở thiên đàng, vì cuộc sống ở đây kiểu khác, tất cả không phải như bộ phim Hàn. Không cần mạnh khỏe, cũng không cần phải tránh né. Không cần phải hỏi tại sao con flow của tao sóng sánh thế. Tại sao cổ tao tay tao răng tao tay tao lòng lánh thế. Tại sao mà ăn tao không hề giòn, tao đâu phải bánh quê. Rap để khi viêm họng, 15 bài một album, polymer phải nguyên cọc. Smoke a lot of cây, giờ mắt tao như hai viên ngọc. Nhìn anh siêu độc, baby muốn được tiêm nọc. Cùng với dáng vẻ mạnh mẽ, 8 giờ thơm tho sạch sẽ. Đứng bên cạnh bé, trông mày thật là bảnh rẽ. Có mấy gân chạy ra bảo anh ơi làm kiểu ảnh nhé. Nhưng mà giờ anh đã không chảy gân bảo anh chảnh thế. Các bé cần anh không một các bé. Các bé cần anh không một các bé. Các bé cần anh không một các bé. Các bé cần anh không cần. Mẹ kiểu có beat ấy, có beat sau kẹp theo cái vocal mấy ông này, nhất là cái vocal của ông Quất Đi này. Thì mẹ thế với anh em kiểu cứ muốn nghe kiểu giống như kiểu là bị thôi miên, người mất ý thức luôn. Mẹ cứ nghe là cứ nhìn vào màn hình và nghe thôi. Nó cuốn, nó ảo, giá man, đúng kiểu nó ảo luôn anh em. Giống như kiểu là bị dắt ấy, bị dẫn dắt ấy, hiểu đấy. Nó hay. Tức là cái câu chuyện trong cái nội dung những cái bài này thì nó không có gì quá đặc sắc, nhưng mà cái vocal mình cũng không biết nó sao, không biết là anh em nào có bị giống mình hay không lúc nghe, nhưng mà cứ nghe cuốn tiếp tục và muốn tiếp tục, không muốn dừng lại anh em. Rồi đấy đấy, bài ảo ma thật sự, cứ bị cuốn ấy, cuốn theo luôn. Phải công nhận là nói chung là thế này, ba vớt ba ông thì mình vẫn thích nhất là của Quất Đi. Thứ nhất là cái vocal, thứ hai các cái flow, và thứ ba là để mà nói là Quất Đi chơi rap thì mình nói thật là giống như kiểu là cái bài gì mà FK, cái bài gì mình quên mất tên nhỉ? Là FK từng nói là để tao cho mày thấy. À, giống như kiểu là tao có câu gì nhỉ, gọi là để tao cho Quất Đi lái chat thì cho chúng mày biết ai mới ngầu lúc mà diss B2C ấy, cái bài đúng rồi, bài rap thôi rồi đấy, kiểu đấy. Mẹ đúng, chết rap, đúng về chết rap thì đúng là Quất Đi đúng là một cái tên không phải bàn cãi này, quá hay, kể cả mọi thể loại, không phải mọi thể loại mà kiểu kêu từng con beat phải thể loại trap luôn anh em, đỉnh thật sự. Đấy. Ok, nói chung là cái phần của ông đầu tiên và cái ông và của Caroy ấy thì không phải là không hay đâu, rất là hay, kiểu đã làm mình cuốn lắm rồi. Mẹ đến cái phần của Quất Đi làm mình kiểu shut out mình luôn, kiểu giống như vậy, mình bị thôi miên thật sự luôn anh em. Đấy, hay quá. Yes. Tuyệt vời. Như bị thôi miên. Ok anh em, thì mình đã reaction xong phần này, cái bài để sắp căng nhất 2-3. Thì ít nhất là mình cũng thấy là hiện tại là căng nhất rồi đấy, bởi vì lâu lắm rồi trong mình này 13 trong âm mập trong thịnh hành anh em, lên thịnh hành ngay. Rất ảnh hưởng, các có sự ảnh hưởng. 147.000 đăng ký thôi, nhưng mà triệu view. Yes, ok anh em, thì lời đầu tiên cảm ơn anh em đã xem phần reaction này của mình. Thứ hai là mọi người đừng quên hãy cho mình một lượt đăng ký, một lượt like. Yes, và anh em đừng quên hãy comment ý kiến anh em ở dưới. Cho dù là mình ít ra nhạc nhưng mà mình vẫn theo dõi những lượt bình luận của anh em đấy anh em. Yes. Ok anh em, thì chắc là cũng muộn rồi và hết, mình cũng rất muốn là làm những nhiều video, nhưng mà chắc là phải hẹn anh em những video tiếp theo thôi. Ok anh em, xin chào anh em và hẹn gặp lại nha, bye bye.